rồi nhỏ nhỏ đắp lên để thở thoải mái, ví dụ vậy lá sáng ngày đắp lên nhân dân. Thì ngày xưa đó người ta lấy cái lá của cây cô càng và đắp lên vết thương để nó đỡ đau. Và đến năm 1884 thì người ta chiết xuất được cocaine và người ta bắt đầu sử dụng cocaine để gây tê. Đầu tiên là người ta gây tê cho nhãn khoa, giảm đau tại chỗ và giảm đau nhãn khoa là chính, đó dẫn tới bề mặt. Rồi sau đó người ta mới sử dụng thuốc tê này để gây tê thần kinh. Ví dụ như người ta lấy thuốc tê, người ta gây tê thần kinh ba tại thần kinh cánh tay, thần kinh quay, thần kinh cổ, thần kinh giữa. Và nếu mà các bạn đi lâm sàng đó một lâu lâu, nếu mà may mắn đó ngay cái nhóm nào mà đi đó, thì tôi cũng có thể làm cho các bạn coi nếu có bệnh nhân ví dụ như mình tê cổ tay, tê đau đớn thần kinh cánh tay thì chúng ta cũng tìm vào cái thông thần kinh. Đến năm 1898 thì một tác giả người Đức là Bessier, ông sử dụng cái cocaine này để là ông gây tê thì sống. Nó có một cái góc độ, cái khía cạnh các bạn, nó cũng có tình cờ đó. Và các bạn thấy là của họ cứ coi trên cái tình cờ trên kia mà nó cũng là cái trùng hợp đó. Người ta nói chuyện vì sao tôi nhận nhất là chỉ thành thế giới là một nhất tổng cộng mấy con số lại là sao mà nhà máy tương nhất chính là thế giới lần thứ hai cộng là gần 900 UN cộng thành mấy con số lại là tôi chừng có 900 thế giới. Ví dụ như năm 39 19 thì 39 19 39 là như 19 thì 39 đó. Rồi ngày 1 tháng 9 năm 1939 thì đó cậu này được cái đường sáng tạo không? Đúng không? Hả? Tôi không nhớ ngày chính xác nhưng mà cậu ta là tháng 8 không phải không? Ngày 29 là 19 gì đó, 19 là 29 gì đó, đại lộ gì? Đó là những cái bắt đầu á. Nhưng mà ngày nào cái ngày có cái trường hợp bỗng nhiên là ngày gây mê đến tới, ngày gây mê đến tới là cái ngày mà ông tổ gây mê đúng không, ông thực hiện một cái gây mê đầu tiên thành công á là ngày 16 tháng 10 năm 1846. Rồi cái ông tổ của cái ngành gây tê sẵn luôn là cái ông này nè, ông thực hiện ngày 18 tháng 6 năm 1898, anh cũng là ngày 16 luôn, mà sau 2 tháng 16 tháng 8 thì mà mình thấy là đi vô phòng mổ đó, đi vô phòng mổ là hai cái kỹ thuật mà thực hiện nhiều nhất luôn, đó là một là gây tê sống, hai là gây tê nội tạng. Thì thôi mình cũng nhớ cái ngày của ông được cắn, cũng biết ngày của ông. Và ngày gây mê người ta lấy ngày gây mê thế giới là ngày 16 tháng 10 năm 1800, ngày 16 tháng 10 rồi, ngày 16 tháng 10 nó còn gọi là ngày ET đó, ngày ET tiêu diệt. Trong các bạn lịch sử các bạn có, người ta cho các bạn lịch sử các bạn chỉ đọc tên lên bài học đó ha. Rồi bắt đầu năm 1904 ông này cũng học được cocaine thì nó có còn tốt hơn cocaine nữa. Sau đó là các bạn, sau đó thì năm 1948 lidocaine được sử dụng. Và các bạn thấy lidocaine được sử dụng cho tới ngày nay đúng không? Mình thấy đa phần thuốc tê của bạn, các bạn xài là lidocaine. Các bạn học có thuốc nào chưa? Gây tê tại chỗ, câu da, câu vết thương thì khi xài lidocaine thì xài gì giờ? Khi nhổ răng thì xài lidocaine thì gì giờ? Và lidocaine nè, lidocaine bên cạnh đó là thuốc tê thì nó còn là thuốc chống loạn nhịp nữa các bạn. Không biết các bạn có học cái trường tim mạch chưa thì cũng biết thuốc tim mạch đó, nó còn là thuốc chống loạn nhịp giống một. Rồi sau đó ví dụ như năm 1963 người ta tổng hợp được cái tuvivatin. Và các bạn biết không, cái tuvivatin này nè, hiện nay nó là thuốc độc quyền luôn, thuốc độc quyền để gây tê cuộc sống, gây tê cuộc sống. Và nó cũng có thể gây tê còn mặt cứng, gây tê nó có được chuyển cánh tay.
mà bây giờ thì mình có cái tập viện viên tế sống. Sau này thì người ta có cái epidemic hoặc là cái vulvanic thì nó như vậy sao, và nó cũng bắt đầu nó cũng chưa có chính thức, nó cũng chưa có hiện diện ở cái thị trường này nhiều. Nhưng mà chủ yếu hiện tại đó, về quốc tế chúng ta sử dụng một là lido, hay là cũng là nhiều ha. Rồi ha, trên cái tác dụng của nó là gì? Nó cắt cái đường dẫn truyền, các bạn, nó cắt cái đường dẫn truyền giống như cô học nó cắt cái đường dẫn truyền cảm giác tư truyền về, nó cắt đường dẫn truyền giống như con tên biết là nó trao đổi với dòng, cái dòng qua cái bồn năng phi các bạn ha. Giờ mình thấy là cái này có vẻ này cái này tôi cắt chúng ta luôn các bạn. Thật ra vừa đi, mình cái giáo trình của các bạn là tôi mộ, tôi đi cắt thần ra một cái đi cắt mấy ngày. Tôi cắt đâu lắm, tôi cắt thần, nhưng mà ấy tôi cắt thần, tôi để 1.000 bàn, chứ phải tôi cắt, tôi để 1.000, tôi cắt đâu, để lắm nha. Rồi ăn cắt xong rồi phải chỉnh sửa, thì nó tổ tiếng Anh đâu mà. Thì mình phải đổi nó là thành tiếng Việt, ha. Bây giờ mình thật ra là cái công nghệ mà chỉnh sửa hình này cũng không biết là được lắm. Tôi làm đủ trò để tôi giữ tiếng Việt, giữ tiếng Anh, giữ tiếng Việt. À, và các bạn biết không? Đây là ví dụ như cái kênh này, mình ví dụ này là cái kênh natri, cái kênh natri của nó là cái kênh natri đó nè. Ví dụ như mà khi mà nó thường thường nó không có hút á, mình đừng nó hút thì sao? Cái kênh này nó khi nghĩ thì nó gì nè? Ha, khi nghĩ, không? Rồi khi nó quan trọng thì sao? Khi quan trọng cái kênh này mở ra, cái kênh này mở ra thì đấy natri nó đi vô, ha? Cái natri đi vô, và khi natri đi vô nó trao đổi dòng. Natri vô, natri đi ra thì nó tạo ra cái hiện tượng là có hoạt động, có dẫn truyền và có co cơ cái gì đó, ngay tất cả các hoạt động nó phải có sự trao đổi dòng thì nó có hoạt động. Bây giờ đây là khi nó mở ra, còn khi mà nó hút quạt đó, là nó cơ đó là có nghĩa là cái cơ nó bị lỏng luôn, nó không cho đi ra vô nữa. Lúc đó là mình mọi kích thích đều vô nghĩa. Nhưng mà bây giờ mình cho nước tê vô sao? Đây mình cho nước tê vô, cái thử nước tê nằm đây. À, mình cho nó tưởng đây này, khi nghĩ thì đương nhiên là này nó đóng lại, là cái cơ nó đóng lại thì nó không được đi vô. Nhưng mà khi nó mở ra thì sao? Nó mở ra thì cái phân tử chúng ta là nó chạy ngay cơ này, nó cũng không có tròn hay thì dòng thanh vi đi qua, thì khi dòng thanh vi không đi qua được thì không có xuất hiện cái hoạt động, cái việc hoạt động của tế bào, không xuất hiện hoạt động của cái dẫn truyền. Và khi nó bất hoạt thì nó nằm vậy luôn, thì coi như là khi mà đại loại là gì? Khi mà mình cho thuốc tê vô, nó làm ngăn chặn cái cơ, nó làm cho ngăn chặn cái dẫn truyền của các cái xương cộng về thần kinh hay chạy thuốc gì đó. Và cái nồng độ thuốc tê càng nhiều thì cái ức chế nó càng mạnh. Ví dụ nha, tôi nói ví dụ. Bây giờ có một cái phân tử thuốc tê thôi, ví dụ nha, có một phân tử thuốc tê nó chạy vô cơ này, thì có thể dòng nó còn len lỏi, nó vô, nó đi qua một hai dòng giữa nó trao đổi. Nhưng mà giờ có hai ba thằng thuốc tê này nó làm nước sẽ nó kinh lên trên rồi, thì đương nhiên là nó sẽ không có còn trao đổi được gì, thì nó sẽ bất hoạt hoàn toàn. Anh ví dụ gì? Thì đó là cái cơ chế tác dụng của thuốc tê. À, thôi thì mấy cái này nó một lần quá trình thôi các bạn, có thể học trong giáo trình thì nó nha. À, nhưng dần một cái này là cơ chế tác dụng mình xem là cái gì được tính ha. Tính tại con mở ha, thuốc tê nó cũng liên quan tới chúng ta không mở luôn. Tại sao chúng ta không mở? Thì nó màng cái bào thần kinh, mà cái bào thần kinh là màng những khác, cho nên thuốc tê ảnh hưởng. À, rồi thuốc nào dễ tay không mở hơn sẽ thấm hơn, thấm dễ thấm nhanh hơn vào màng cái bào thần kinh và nó sẽ tác dụng nhanh hơn. Tay không nước dễ sẽ tác dụng chậm hơn, ha. Giống như cây thuốc và giống như cây thuốc hồi nãy, cái này nó bị cái gì là cái dịch chứng này. À, rồi ví dụ như so sánh cái hoạt tính của cái thuốc tê, người ta lấy cái rồi cái in đó là lấy chuẩn là một, thì cái này nó liên quan tới là mình nhìn thấy là cái độ mạnh của thuốc tê. Ví dụ như cái rồi in lấy là một, mình bỏ ba mấy kia nha, mình chỉ nhớ dùng cụ cái mấy cái thuốc và thường ta thường ví dụ thôi. Người ta lấy cái rồi in là một nè, thì cái lido in nó là bốn, cái lido in nó là bốn, cái bui ba thì nó là 16. Nói như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là tác dụng của bui ba thì nó gấp 4 lần lidocaine, ha, tác dụng mạnh hơn tê nó gấp 4 lần. Nhưng mà nó mạnh 4 lần nhưng mà độc tính nó cũng vậy luôn. Ví dụ như độc tính của cái chất này là có nghĩa nha, độc
tính của lực thì nó có hai à, cộng tính của vui ba kim nó tới sáu à. Do đó giống như hồi nãy tôi nói các bạn đó, lycopene đơn cạnh là tê, nó có bài thuốc điều trị tim mạch. Mình lấy lycopene mình chích thuốc, chích từ tim mạch luôn. Ví dụ chúng ta thấy đó, điều trị ngoài tập thu, ngoài tập thu cấp đó. Điều trị ngoài tập thu cấp lấy 1mg, 1-1.5mg trên kiếm gram cân nặng. Lycopene chích từ tim mạch út, không sao đó. Lấy 1-5, lấy 1mg. Vì ba em tích cực tỉnh mạch cái đưa nhân viên về dưỡng liền, đưa về đi nó đọc nó rất là đọc, nó làm cho nhân viên tiền liền của anh. Và cái tầm độ để mà cho nó đủ để nó làm gây độc cho bệnh nhân á, ví dụ như là ở huyết tương nha, người ta tính là microgram, nếu mà nó đạt 5 lidocaine là 5 đến 6 mg trên 1 ml huyết tương thì nó mới gây độc, trong khi vui ba em chỉ cần 2 microgram trên ml là nó gây độc rồi. Và tính số rất là cao, rất là mình nhớ chúng tôi là ví dụ như là lidocaine tác dụng là một, độ mạnh là một, thì bupivacaine tác dụng là mạnh gấp 4 lần. Độc tính của lidocaine là một, thì độc tính của bupivacaine gấp 3 lần. Nhớ chúng tôi cái đó. Rồi dùng dân BKA là thời gian yếu tố cân bằng sinh lý nha. Nếu mà cần cái chỗ đó, cái vị trí hút xuống rồi đó, nó có hiện tượng làm hút là cho mạnh. Ví dụ như nếu mà chúng ta chích hoài cái chỗ đó thì nó sẽ bị to quá cái vùng đó, mà viêm to quá cái vùng đó thì cái tác dụng chúng ta sẽ mất. Nếu mà kèm quá thì tác dụng nó sẽ mạnh hơn. Hay nói cách khác, nếu pH nó giảm thì tác dụng chúng ta sẽ giảm. pH nó tăng lên thì tác dụng chúng ta sẽ mạnh hơn. Cũng giống như mấy cái chỗ mà ví dụ như nếu chúng ta đi lâm sàng, chúng ta gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân bị viêm đó, bệnh nhân bị nhiễm trùng mà bệnh nhân bị viêm đó, chúng ta gây tê tại chỗ chúng ta làm đó, thì cái tác dụng gây tê nó không có mạnh, tại vì cái môi trường viêm nó làm cho to quá cái chỗ đó, nên khi mình gây tê đó là thuốc tê nó tác dụng yếu lắm. Mình tê chỗ khác, mình tê trên nó thì được, còn mình tê ngay trong đầu của đó thì tác dụng nó bị kém được, cho nó cái bề mặt nó giảm xuống. Hoặc chứng nội sinh, ví dụ như nồng độ thấp gây co mạch, độ cao gây giãn mạch, nồng độ thấp gây giãn mạch. Các bạn có thấy, không biết là các bạn có đi phụ mẫu mà não được chưa đâu. Người ta có thể lấy, mình gây mê rồi, nhưng mà người ta lấy lidocaine hoặc là tay cũng họng cũng có, hoặc là ra hàm mặt cũng vậy đó. Người ta lấy lidocaine, người ta tay luôn, người ta chích cái vùng đó lên. Để chi? Tại vì cái đường đầu của nè, đường đầu mạch khẩu nè, mạch máu rất là nhiều. Khi mà chúng ta mổ đó thì nó chảy máu ghê lắm. Do đó người ta ra thế mổ ra để chi? Bước người ta sử dụng cái thuốc tê, cái nồng độ thấp để chi? Để cho nó co mạch, để nó hạn chế chảy máu. Đương nhiên là người ta cũng sẽ thêm pha thêm cái đề là đi cũng có để cho co mạch lại để hạn chế chảy máu á. Nhưng mà nếu mà chúng ta xài cái ức chế mà nồng độ cao quá, chúng ta xài thuốc tê mà nhiều quá, đẩy một chút là đẩy gây tê luôn á. Ví dụ chúng ta gây tê nó có được cánh tay á, chúng ta tính vừa xong chúng ta tìm được cái nó có được cánh tay tê xong mình lấy hai cái mặt máu hai mươi cánh tay nó cắt hẳn luôn. Là mình chúng ta tê mặt máu nhãn là phá lửa luôn, thì sao chúng ta cũng đạt sử dụng cái hàm lượng rất là cao. Còn là khi mà chúng ta gây tê như sống vậy, chúng ta tính tê xong mình hỏi một câu, thấy ngay cái chân nó có hơi ấm lên không? Tại sao ấm không? Tại vì nó nhẹ ấm hơn, nhưng mà chỉ chút xíu nghe khó qua thôi, bệnh nhân thấy cảm giác ấm lên khó qua chút xíu thôi. Tại sao phải chút xíu nữa là nó mất cảm giác của mình, nó tê hết, mất cảm giác của mình, không còn cảm giác nữa. Nhưng mà ban đầu á, nó làm cho cái tim bệnh nhân ấm lên trước, giờ được giảm mạnh. Đó là chúng ta, lý do chúng ta xài cái nồng độ cao là để ứng dụng lâm sàng. Dần dần thì cái này này các chúng ta phải lại cái gì chơi thì giống như cái này tôi nói các bạn. Rồi cái đó thời gian tiền thuộc và cái thời gian tác dụng thì mình thấy tại đầu như thế này. Và cái lidocaine các bạn thấy cái thời gian tiền thuộc của nó là bao nhiêu đây, nhưng mà thời gian tác dụng của nó là bao nhiêu đây. Đối với cái bupivacaine thời gian tác dụng của nó, thời gian tiền thuộc của nó là dài hơn, nhưng thời gian tác dụng nó dài hơn. Cái cũng như tôi nói nãy đó, nó đi vô nhanh hơn thì nó đi ra nhanh hơn, nó đi vô chậm hơn thì đi ra
rộng hơn tác dụng của UV kéo dài rất nhiều. Nhiều khi mình thấy là bao nhiêu đây phút này là bao nhiêu gần 10 tiếng thở đúng không? 600 phút gần 600 phút là 800 phút là 10 tiếng rồi ha. Gây tê một phát cho nên tê 10 tiếng hồ. Tôi nói lần đầu tiên các bạn, lần đầu tiên sợ luôn các bạn, lần đầu tiên mà bị cảm giác là sợ luôn. Gây tê xong thường thường gây tê thông thường nha, khoảng 4-6 tiếng rồi nhân tự động cái tay rồi 8 tiếng chưa thấy chút nhất cái tay, thậm chí 10 tiếng chưa thấy gì chút gì hết. Tại sao? Mình biết mình có cọc đứt mẹ nó thần kinh không? Tại vì mình cọc đứt cái thần kinh nó liệt luôn rồi. Thì ngán đợi thêm chút nữa coi sao. Đợi xong tới ban đêm rồi hấp hỏi sáng ra họ mới thấy mình nhân vật tự làm được cái tay rồi, lúc đó mới mừng ha. Thôi, nhiều khi vậy đó. Cái tác dụng nó rất là dài. Mình nhờ tác dụng nó dài đó là cái tác dụng mà mình cũng mong muốn. Tại sao? Bệnh nhân mổ xong không có đau ha, mổ xong nó còn cái dạng gây tê rất cứng, đó rất là tốt. Bên, ví dụ chúng ta thấy là gây tê mà nó cứng vậy, thời gian chờ của ông này cũng nhanh hơn, thời gian tác dụng cũng nhanh hơn ha. Chúng ta nhớ mấy cái mà đỏ đỏ là cương cái ha. Còn mấy cái tiếng quyển này thì không, chúng ta có thể có không nhớ gì mình không có. Tôi biết thôi, chương trình mình có thứ này chiếm lại rồi, nó cũng không có xài cái thứ này để đuổi là video quy định. Còn các vấn đề chuyển qua họ mình có hai loại ha. Các vấn đề họ amino este và amino amin, thì cái thứ nhất đó là amino este đó, thì các bạn có thể coi một bài, chúng ta cũng không có xài cái thứ này nhiều nữa. Lý do là nó độc hơn ha, nó độc hơn và nó gây dị ứng nhiều hơn, cho nên chúng ta không có xài. Chúng ta chủ yếu chúng ta sử dụng cái thuốc tê họ amylamide. Thì amylamide là đầu tiên là bilirubin, thì nãy giờ chúng ta nãy giờ có các bạn giống như nãy giờ tôi nói là thuốc tê tiêu biểu nó phải áp dụng được là thuốc tê vừa được thuốc chống ong nghiệp, thuốc chống ong nghiệp mà ai xài cũng phải ăn mê xài luôn ai xài. Mặc dù nếu mà các bạn học trong bài thuốc tim mạch đó, nó có luôn bilirubin là thuốc chống ong nghiệp là một a, nhưng mà đi ra mấy ông bác sĩ tim mạch cũng có mấy ông hết xài đó. Nó làm biến, không hơn biết làm biến hay làm nhát. Tại vì lấy thuốc tê mà chích cho tim mạch thì ghê quá ha. Còn mấy ông gây mê thì cũng chỉ cũng xài quen thuốc ha. Tại vì sao? Nó gây mê thì có được cái đường thở ha. Mà ai cũng thở đúng không? Ha. Trăm năm tôi hỏi người ta ai mà thở ra hết vậy? Trăm năm người tuổi người nào ai cũng phải thở ra hết ra. Gần gần như ở nước ta ai cũng phải hút ra thở ra. Mà sai sai ở nước Lào ra phải hít dầu ra ha. Cho nên mấy anh kia về xử lý cái đường thở rồi thì nào cũng thở ha. Rồi ha, trong lòng dịch tạm tiến các bạn, trước khi đặt ống ở quản, trước khi kia mê đó, tôi cấp cho một lượng lượng kia vô để nó hạn chế kích thích thì mình chúng ta đặt ống quản ha. Hạn chế kích thích được lidocaine nó còn có tác dụng giảm đau toàn thân, không phải là tác dụng giảm đau tại chỗ đâu mà tác dụng giảm đau toàn thân. Tôi có thể sử dụng lidocaine truyền tới mạch để giảm đau sau mổ cho bệnh nhân rồi, truyền tới mạch để giảm đau sau mổ ha. Đó là nhưng mà rõ ràng là chỉ có mấy ông gây mê trong cái dám làm mấy chuyện này thôi. Người ta pha về lên linh chu để làm giảm sự hấp thu virus vào trong máu. Tại sao mắc mới thì pha về linh chu chi vậy? Nó có ba tác dụng. Nó có ba tác dụng thì khi pha này liên tục. Tác dụng thứ nhất là nó sẽ giảm sự hấp thu vào trong máu này. Thì do nó giảm á, nó sẽ làm giảm cái độc tính hay là tăng cái ngưỡng độc của lidocaine thuốc tê nói chung. Tại sao? Cái kiểu này mình tiêm, ví dụ như mình tiêm 5mg trên kiếp gam cân nặng đi, tiêm 5mg trên kiếp gam cân nặng, tốc độ hấp thu vào trong máu của nó là năm đi. Và khi mà tốc độ hấp thu của nó là năm, nó đạt từ cái ngưỡng ngộ độc là khoảng 5-6 mmol trên ml thì bệnh nhân sẽ gây ngộ độc thuốc tê. Nhưng bây giờ mình cho cái CPR này nó đi vô, nó co lặp lại thì sao? Thì thuốc máu nó không tới được. Máu nó không tới được thì thuốc nó không kinh về, nó không kinh thuốc về, nó không hấp thu về trong máu được. Nó làm chậm cái
và như nó chậm thì nó đi vô trong máu, chúng nào phải ra, nó đi vô máu, chúng nào phải ra, đi vô trong máu, phải ra, cho nên nó không có gì đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai mình thêm adrenaline vô, nó không hấp thu được cái nặng một cái đó. Và khi nó nặng một cái đó thì nó tác dụng hoài, nó tác dụng hoài thì thời gian tác dụng nó kéo dài ra. Rồi một cái nữa mà mình thêm adrenaline vô, mình lỡ mình có chích cái mạch máu mình biết liền à? Lỡ nó chích cái mạch máu mạch đang, ví dụ mình thêm vô mạch nó đang phải tác dụng chích vô, chích vô mạch máu mạch lên 8%, tự nhiên đang mới chích miếng đây mạch lên 8%, mình biết rồi đó. Chuẩn bị tinh thần rồi đó, chuẩn bị tinh thần cấp cứu nhân, nhân mạch nó lên 108-200 rồi. Ví dụ vậy thì nó do nó làm giảm sự hấp thu về trong máu khoảng 30%, cho nên mình có thể ví dụ như người ta đi lô kiện đó, nếu mà không có pha đèn pin thì mình có thể xài 5mg trên ký, nhưng mà nếu mà mình có pha đèn pin vô mình có thể xài 7mg trên ký, tại vì nó giảm cái bỏ tu, nó giảm cái độc tính rồi. Thời gian tác dụng nó khoảng 2-3 giờ ha. Nhân dân nãy thầy nói rồi tác dụng bổn đánh trên vi mạch là nó gây nhịp đập không. Mình thấy những đơn vị đơn thuần nó gây nhịp đập không, ca biến ra đề làm nhanh tròn nhịp đập đập không đó, tại vì nó làm giảm những kiềm, nó làm nó chạy vô các cơ, nó làm cho cái tốc độ những kiềm nó chậm lại, cho nên nó giảm có thể gây nhịp đập không rồi giảm những kiềm gì đó, giảm những kiềm gì đó, cho nên những bệnh nhân mà bị tóc gì thấp á thì chúng ta cẩn thận, thì chúng ta xài nó có thể gây tóc gì đó nặng hơn. Rồi đưa ra nghiên thì mình thấy là nãy nếu như nó tiến hành gấp 4 lần so với như đưa nghiên cho nha, mà gian chờ nó thì có thể lâu hơn. Nghiên đề đó độc tính của nó, độc tính của nó thì rất là nặng nề, độc tính nó không chỉ độc tính là tinh tinh, nó không phụ thuộc vào nặng độ mà nó không phụ thuộc vào thời gian, và nó nhanh chóng các bạn. Cái này cũng dính hoài mấy cái vụ ngộ độc thuốc tây nè, dính hoài hoặc cho nó thì nó lắm. Nó có thể độc tính trên tim mạch gấp 5-15 lần nha. Cũng đọc được kinh này rất thấp. Rồi ba kia thì thôi, rồi ba kia các bạn đọc qua cho biết. Chứ tại vì cái rồi ba kia này nó cũng rất có xài, mình chưa có xài lớn, mà cũng sẽ trình biết. Và là mấy cái công thức khoa học trên YouTube thôi. Cái công thức khoa học này hôm nay, tôi không bao giờ tôi coi đề, tôi đang mấy công thức khoa học này. Cái này là chúng em chết, chết từ hồi đó sinh, đầy được nhỏ. nó cũng lai lai, nó có cái nhân mình nghe nè, nó có cái nhân này, xong nó đổi qua cái này nó lai chiếu, cái này nó lai chiếu nè. Ví dụ nè, bao nhiêu cái đó nè các bạn, cái đơn vi ba kim này nè, cái độc tính chân vi mạch của nó ít hơn so với phun vi ba kim 3 lần. Ở trong bài đó các bạn nó còn cái lơ vô phun vi ba kim nữa, nhưng mà tôi không nói tới, tôi không đề cập tới cái này là sao. Cái lơ vô phun vi ba kim thật ra nó là Fulvacin nó có hai cái độc phân, một cái độc phân là logo, một cái độc phân là tetro, không có gì. Thì người ta thấy cái độc phân và tetro rất là độc, người ta bắt nó ra, người ta lấy độc phân và logo thôi, là nó ít độc phân, thực ra nó là một thôi. Tôi đề cập nhưng mà cái này mình thấy là ít độc phân, này là giống bên này, C3 cái này giống được, cái này giống được. Cái này nó có N là cái N này nó có C4-9 là C3-7. Nếu như nó nói mà nó chỉ có giảm cái một cái gốc của cái C3 này mà độc tính nó giảm đi 3 lần mà mình biết thì thôi, chứ còn không thì không cần phải nhớ tính thì chỉ mạnh. Rồi độc tính của chúng tôi, cái này là cái cần quan tâm, không cần thấy rất nhiều hơn. Bây giờ ví dụ nha, tôi nói ví dụ cho đơn giản, các bạn có nghe không biết là gần đây không, các bạn có nghe cái vụ thẩm mỹ cắt tường không? Nhưng mà gần đây
đây là mới năm rồi đó. Năm rồi có một cái ca, có một cái ca cũng nặng nhất đó, ở ở Sài Gòn đó. Ở Sài Gòn cũng nâng ngực đó, chị nâng ngực rồi xong rồi bệnh nhân bị chết. Chết rồi xong ra hai cha con trở về nhà Dinh, trở về trở bác sát về nhà Dinh, muốn cái nhà họ nó chôn, rồi nó nhà chôn, nó báo công an đó. Biết đâu không nghe gì đó. Rồi, mỗi người ở đây 2-3 ngày nay đó, 3-4 ngày nay đó là cái vụ ở trên bệnh viện 1A, 4 cái đêm đó, một cái ca nâng ngực bị chết đó. Thì không biết, không biết có phải là do cái này hay không, mà nó biết nha, không biết hay là do cái khác thì ai mà biết được, biết cái gì ta đâu có, mà biết thì đó có thể biểu hiện của cái cổ họng tê, nó có hai cái biểu hiện chính, một là thần kinh, hai là tim mạch. Và thần kinh thì sao? Thần kinh là bệnh nhân sẽ có qua mắt các mặt phù tai, qua mắt các mặt, mà cái biểu hiện phù tai này thì người ta nói với mình qua mắt các mặt của thể nào nó tự nhiên nay cái thứ tay người ta nói tôi có thể cái tay nó kỳ kỳ nó ở vùng kỳ kỳ rồi tới rồi ha, thậm chí các bạn hút cái kim nó cũng kịp rồi. Đang thích ví dụ mình bệnh nhân nằm nghiêm chính rồi và nó bị còn nó trên Sài Gòn bị nhiều tay nằm nghiêm chính rồi, nằm nghiêm bệnh nhân chính thứ tay ở sau lưng thứ tay quanh cổ nha, bệnh nhân thay cổ cái tay như cái cằm giằng cái gấp luôn, từ nằm trên bàn mổ như cái cằm giằng gấp đúng rồi ha, vậy lúc nó nhanh gì đó mà ha, mà bệnh nhân mà biểu hiện bằng đang tồn tại cái là biết tới sắp tới cái chuyện rồi, chóng váng, co giật và cuối cùng là có thể buồn mê ha. Trên tim mạch thì sao? Nó do nó làm chậm dẫn tiền, nó làm chậm dẫn tiền cho nên nó mới gây hiện chậm nè, hiện chậm và ngọn nhiệt thấp cuối cùng sẽ bị ngừng tim ha. Rồi còn cái tác dụng không có dính dáng gì trên đó là tác dụng trên hệ hô hấp gián tiếp thôi, là nó bị ức tiêu hóa, ảo dụng. Tại sao ảo dụng? Các bạn thấy có ai mà coi việc cạnh mà thở ngon không? Có bệnh nhân nào ngừng tim mà thở tốt không? Có. Thật ra tác dụng trên tim mạch, ở trên đó tác dụng trên hô hấp và tác dụng gián tiếp. Được chưa? Và đối với lidocaine đó, đối với lidocaine thì tác dụng trên thần kinh nó có chút, tác dụng trên tim mạch nó có sao? Mình thấy trên mình chích lidocaine đó, mình thấy là ok, bắt đầu tự nhiên bắt đầu bệnh nhân phù tai, bắt đầu bệnh nhân co giật, ha, mình xử lý, vậy khi mình xử lý cái co giật đó xong là ok ổn, không cần phải xử lý tim mạch luôn, biểu hiện tim mạch có gì mình theo dõi thời gian có không? Còn đối với cái lidocaine là gần như có loại hai cái một đường, nó dùng căng 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 phù, nó bệnh nhân dùng căng 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 phù một phát ra rồi bắt đầu chích tim chậm rồi cạo chân, ha, là những khi mình xử lý không có kịp. Nhanh lắm, còn mình phải làm rất là nhanh, làm nhanh lắm nên thì nó mất kịp xử lý và cần có rất là nhiều người chúng ta mới xử lý nhanh được. Và xử lý nếu mà không có, không biết đường xử lý hoặc là không có bước để xử lý thì có thể nó chết người được, nó có những cạnh cạnh nó sinh niên nó chết và ai mà biết được. Ví dụ như mình nói một cái ca hút ở bụng đi, một cái ca hút ở bụng, cái thời kỳ của gọi là thảm họa của bác sĩ đó, hút vào bụng nó chết, hút vào bụng thì làm tê, hút tê đây chỗ nhiều lắm, đi đơn là rất là nhiều, bỏ hút vào bụng mình cứ đẩy qua đẩy lại, các bạn biết các bạn có thấy cái hút vào bụng chưa làm cái kia, chọt cái cây vô, rồi chìm hút tê vô, rồi chọt tới chọt luôn cho mở nó tan cây rồi hút, chọt tới chọt luôn nó tan cây hút, chọt cho chọt qua chọt lại chọt qua, không biết tôi biết hút gì hút vài bữa, tác thảo vậy, thì sao? Mở đó nhiều khi nó có hay, nó có thể chết cho vì do tắc mạch nó mở, do mấy tế bào mở nó chạy vô trong bụng nhưng mà nó chạy vô làm tắc mạch mở chết, nhưng mà nó cũng có thể nó chết cho mà tên nó mình biết nó chết cho gì ha, thì đó mà đọc rất là nhanh, sau đó mà mình phải biết để mình xử lý nó và đồng thời phải có thuốc để xử lý. Vậy thì xử lý thì sao? Rồi điều kiện luôn đó, đầu tiên mình ngừng thuốc. Ha, đầu tiên mình ngừng thuốc, đương nhiên nó giống như ẩm dễ, giống như ẩm dễ đó. Đầu tiên mình ngừng thuốc, ngừng thủy họ chết hết ngã rồi, bơm hết rồi. Nhiều khi bơm một nửa, còn một nửa một ngừng, nhiều khi giống như ẩm dễ đó mà. Tới các bạn mà vẫn cứ ẩm dễ, bạn ngừng được thì mà chết hết ngã rồi, nó mới có hiện sao ngừng được. Ha, cái này thì có thể ngừng được, tại vì nó bị ngừng còn nhanh hơn ẩm dễ nữa. Chích chừng chưa hết, nó không có cái gì cạnh
nặng hơn thì có thể ngừng được, rút can ngừng được, còn kia thì hết can rồi. Rồi đầu tiên là ngừng rút, gọi trợ giúp, la làng lên, đừng có ôm một mình, gọi trợ giúp. Vì điều biết như ngờ các phương tiện cứu thực hiện kéo dài dần dần thì chúng ta có cái mắt độ như vậy. Cái nữa là kiểm soát đường thở, đường thở thở được rồi tác dụng không biết hết, điều trị co giật, co giật cần điều trị co giật. Điều trị co giật là gì? Điều trị co giật thì mấy ông kia mấy tao ngủ rồi sao? Mấy có cái nghiệp này tao ngủ rồi sao? Được. Tuy nhiên bật cái giá nhịp tim chúng ta phải điều chỉnh. Đây là cái liều mà chúng ta cái ngộ độc đây để điều trị bằng đi biết đặc biệt là đi biết là ăn nhầm nha. Cái này nói cho dân, ghi cho dân, cho vui vậy thôi, ghi cho vui vậy thôi, chứ bạn làm theo này đúng được. Tại sao không được? Ngồi mình tính cái thứ được được. Ví dụ tôi nói nè, bây giờ nè, bình nhà tim một có 5 ml trên quý. Ví dụ như bệnh nhân là 70 kg đi, 1,5 ml là nhiêu? Là 105 đến con 100 thì nếu mà bệnh nhân trên 70 kg thì cho 100 ml thôi. 100 ml mình tiêm trong vòng 2-3 phút, 100 ml tiêm trong vòng 2 phút thì được không? Được một cách nào? 2-3 lần. Một cái chai 100 ml, cái chai tôi biết là 250 ml đó, lấy hai cái ống tiêm, 2-3 cái ống tiêm đó, thằng lít thằng bông. Thằng lúc 20 đưa vào bên, đưa bên thì trong khi bên tại thằng kia hút, đưa bên hút bên, thằng này lúc 2-3 cánh kia hút bên thì trong vòng 2-3 phút thì 5 ống. Một tiêm 20 thì 5 ống, được không? Kịp, ok. Nhưng mà chuyện nè, mình chuyện nè, không có 25 ml trên ký trên phút, kịp không? Kịp được không? Các bạn nghĩ trong đầu có chuyện được không? Bây giờ ví dụ cho bệnh nhân 70 kg, mình đang ví dụ là bệnh nhân 70 kg, 0,25 mà nhân cho 7 là gần như 70 là gần như bao nhiêu? Đây bao nhiêu lít? 0,25 nhân cho 70 mà chia 4, 70 35 là 17 hả? 17 ml không? Hả? 17,5 ml. Ủa? Đúng rồi, 17,5 ml trên 1 phút. Kỳ được không? Nếu có một người gì 1 ml tương đương với 20 giọt, 17,5 ml có nghĩa là nhiêu? 350 giọt trên phút. 350 giọt trên phút mình kỳ được không? Không. Tại sao không? Tại cái cộng dây chuyền của mình đó, kim cộng dây chuyền của mình đó, nó chỉ cho tối đa là 200 giọt trên phút thôi. Nó chỉ cho tối đa là 200 giọt trên phút thôi. Như vậy thì làm sao mình chỉ 300 giọt được? Cho mình mở tốc độ tối đa. Đúng không? Sao kiểu được? Nếu mà giả sử như mình có hai đường thì ok. Mình có hai đường, cho hai đường, cho chỉ là cho hai đường ok. Nhưng mà tới có là hai đường. Có đường, vậy thì sao? Hai dây vô nó không được cái kim mình không có. Không có dây chuyền rồi một cái nó không được cái kim nữa ha. Thì lúc đó sao? Tôi làm á, tôi làm lại tôi bước. Nguyên chai đó tôi rút, tôi bồn hết. Rút liên tục ha, rồi tôi bồn hết luôn chặt. Thậm chí cái này là còn đỡ nha. Ví dụ như bệnh nhân không có, bệnh nhân không có rồi. Nè, nếu bệnh nhân không có máy á thì tại cái điều đó ha, nếu bệnh nhân không ổn định đó mình làm vậy á, mà bệnh nhân chưa ổn định nè thì mình có thể tiêm nhắc lại ok 1-2 lần. Điều trị bệnh tật có thể tăng lên gấp đôi. Tăng lên gấp đôi là sao? Tăng lên gấp đôi là 0,5 ml trên ký, là bệnh nhân là 35 ml, có nghĩa là 700 giọt phút và mấy cái đường truyền được. Chỉ có đúng mà hút bơm liên tục ra, hút bơm liên tục. Tôi là tôi hút bơm liên tục hết chai. Hết chai xong được nên ổn định là đỡ, không ổn định cho đến chai mỏng. Cho đến chai mỏng. Và cái liều tổng liều của nó là nó nói với bụng mình có giới hạn.
nó chỉ có giới hạn là 12 ml/kg thôi. Nếu mà lỡ mà mình chỉ 12 ml/kg còn mình chưa có ca nữa thì sao? Chưa có ca, mình chưa chẩn còn biểu hiện ngộ độc nữa đó, mà chưa nữa thì được, chưa nữa thì sao? Bệnh nhân tắc mạch không ở chết, tại vì lý biết mà. Thì mình chỉ cái kiểu 12 ml/kg còn máu còn là mở thôi, cũng không được. Ha, vậy thì làm sao? Kiểm cái đường bị lọc máu cho nó, ha, lọc máu cho nó để nó lọc hết cái vấn đề này thì nó có sống được. Ha, và tại sao người ta truyền lý biết? Tại vì cũng đang trong mẫu, giống như chạy vậy đó. Cái nút đèn nó đưa trong mạch máu thì nó sẽ gắn vô cái tế bào, đặc biệt là tế bào cơ tim, nó gắn vô tế bào cơ tim. Thì bây giờ sao mình lấy nó ra, mình truyền mở vô thuốc tê nó đang trong mỡ, nó chui vô trong mỡ nằm trong đó, nó làm giảm cái đồng bộ thuốc tê ở trong máu đi, nó làm giảm cái ngưỡng độc đi, ha, đó thì nó sẽ cải thiện triệu chứng. Chúng có bị cơn cũng rất là vậy, ha, rất chính là vậy. Đó là cái điều trị phòng đầu thuốc tê. Nhưng mà nó người ta nói nấu với các bạn mà gặp lại lần rồi đó thì các bạn mới nhớ cái điều trị nấu thì điều trị cũng quên. Ha, nhưng mà những bạn nào mà sau này là có cương hướng mà đi về mà có sử dụng mấy cái này thì chúng ta lục lại cái tài liệu này, ha, chúng ta hoặc là chúng ta cập nhật cái tinh thần cái đó, có cập nhật cho chúng ta điều trị chúng ta lục lại cái tấm gương chúng ta. Chúng ta mình nghĩ được không? Chưa? Đó là cái nhận của chúng ta. Rồi thôi. Bây giờ hai cái bài thuốc rồi.